Trận Việt Nam và đội tuyển Malaysia chuẩn bị được bắt đầu. Không hề quá khi nói rằng ngày hôm nay AFF Suzuki Cup 2018 mới thực sự bắt đầu với đội tuyển của chúng ta trước một đối thủ khó khăn thực sự, và chúng ta đang được chơi trên sân nhà. Hiệp một cuộc rio giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đã được bắt đầu. Là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 và ở bàn thắng duy nhất trong chuyến làm khách trên sân của Campuchia thì Adha là người kiến tạo cho Talaha. Cú đá phạt quen thuộc của Xuân Trường và người chạm bóng là Văn Hậu. Ở trận đấu với đội tuyển Lào thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã rút Văn Hậu ra và tung. Và đó chắc chắn sẽ là một trong những nguồn động viên quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể cống hiến hết những khả năng của mình trên sân vận động quốc gia. Pha đi bóng nguy hiểm của các cầu thủ Malaysia. Tình huống phá bóng của Trọng Hoàng. Để ý tới Talaha. Tiền đạo áo số 9 này không phải là người có chiều cao lý tưởng nhưng lại rất lợi hại trong các tình huống dứt điểm bằng đầu của mình. Ba bàn thắng mà anh đã có được tại vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay, trong đó có hai tình huống dứt điểm bằng đầu. Anh Đức lùi về rất sâu. Gần đây phải tập riêng do bị căng cơ, còn Đức Huy thì đang có vấn đề về dạ dày và trực tràng. Anh Đức. Được chuyền về của Duy Mạnh. Sự áp sát của cầu thủ Malaysia khiến cho những ý đồ tấn công của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Quế Ngọc Hải, Xuân Trường. Có rất ít khoảng trống cho các cầu thủ của chúng ta. Phan Văn Đức. Rất hay! Anh Đức! Cơ hội cứu vương! Malaysia. Đó là bàn thắng thứ 5 của Công Phượng vào lưới của các đội tuyển Malaysia. Và sân vận động quốc gia Mỹ Đình như muốn nổ tung. Dường như có một cái duyên gì đó giữa Anh Đức và Công Phượng. Chúng ta còn nhớ là bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng 3-0 trên sân của đội tuyển Lào thì cũng chính từ một tình huống chạm bóng đầu tiên của Anh Đức. Và trong một vòng lộn xộn thì Công Phượng đã băng vào dứt điểm rất nhanh, mở tỷ số. Và ngày hôm nay người đã có cơ hội dứt điểm đầu tiên là Anh Đức, và sau đó bằng một cách nào đó bóng đã tới vị trí của Công Phượng và cầu thủ này lại tiếp tục thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình. Một bàn thắng rất cần thiết trong một thế trận mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã không thể phát huy được lợi thế sân nhà trong khoảng 10 phút đầu tiên. Lại là Công Phượng, người đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới của đội tuyển Lào, lại là người mang đến cho chúng ta một sự giải tỏa vô cùng quan trọng. Cú đá không thực sự như mong muốn của Anh Đức, nhưng đã có Công Phượng có mặt đúng lúc đúng chỗ. Và đó là một cú chạm bóng cực kỳ tinh tế của cầu thủ áo số 14. Vâng anh Cương ạ, chúng ta vẫn gọi đây là tình huống vỉa má. Một tình huống vỉa má ngoài rất nhanh, thể hiện đẳng cấp và sự tinh tế của Công Phượng. Bởi chỉ cần chậm nửa nhịp thôi thì đã có sự áp sát của thủ môn đội trưởng của đội Malaysia, đó là Khairul Fahmy. Thật tuyệt vời. Bàn thắng thứ hai của Công Phượng tại giải đấu lần này. SEA Games là đấu giao hữu Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng cũng đã lập công. Và hôm nay là bàn thắng thứ 5 vào lưới các đội tuyển Malaysia. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải bị phạm lỗi. Các cầu thủ Malaysia không còn lạ gì Quang Hải nữa. Và đây là một tình huống chấp nhận phải nhận thẻ của cầu thủ bên phía đội tuyển Malaysia, đó là Siam. Trọng tài hoàn toàn chính xác khi rút thẻ đối với tiền vệ áo số 14 này. Và đó, theo quan điểm của chúng tôi, những quả đá phạt của Quang Hải bây giờ đều là những tình huống rất lợi hại. Và Xuân Trường cũng tỏ ra rất đáng gờm. Quang Hải! Đây là một tình huống mà khoảng cách đá phạt so với khung thành đối phương là xa hơn những tình huống đã thành công trước đây của cầu thủ áo số 19 của đội tuyển Việt. Đó là Phan Văn Đức. Talaha. Tới lượt các cầu thủ Malaysia được hưởng phép lợi thế. Phòng ngự quá hay, đó là Duy Mạnh. Đọc tình huống tuyệt vời. Anh Đức di chuyển. Bộ ba Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh sẽ cần phải đặc biệt chú ý tới Talaha.
đây là một cầu thủ có khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí rất tốt. Talaha, Akia, pha bóng chính xác tại Asiad. Phượng cũng thực hiện một cú đá rất nhanh vào lưới của Bahrain, và bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào cũng là một cú ra chân bóng sống tuyệt hay. Cầu Phượng là người tham gia phòng ngự. Xuân Trường, Anh Đức, Xuân Trường, Lương Xuân Trường, và điều đó được thể hiện ở trận đầu ra quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại Suzuki Cup năm nay. Sumare, vẫn là Sumare, nguy hiểm. Tuấn Đức của chúng tôi đang công tác tại Hàn Quốc thì rất nhiều các cổ động viên Hàn Quốc đang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam như cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc. Theo một đường chuyền dài nữa của Quế Ngọc Hải. Nhưng để đáp lại thì Văn Quyết, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, cũng đã có những lời đáp trả rất khôn ngoan. Anh tuyên bố rằng là anh cùng với các đồng đội không quan tâm đội tuyển Malaysia là ai, mà đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ở từng trận đấu và sẽ giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Thực tế thì Malaysia đang cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm của chúng ta. Một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự chúng ta phải chơi. Nosarun, Itlan, Talaha. Chân sút đáng e ngại nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Malaysia, ít nhất là sau những gì anh thể hiện sau hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Thì đến thời điểm này chưa có một pha bóng nào đáng chú ý về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Công Phước, rất khôn ngoan, Công Phước. Tuyệt vời, Công Phước. Vẫn đang là cầu thủ áo số 14 của chúng ta. Đình Trọng, đội trưởng Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh vẫn đang tạo ra được sự yên tâm ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Người vừa phá bóng là Duy Mạnh. Siami, Sumare, Akram, Siaswan. Malaysia đang rất quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Trọng Hoàng, pha trả bóng tốt của Quang Hải. Rất tiếc là trung vệ của đội bạn lại cắt được đường chuyền của Quang Hải cho Công Phượng. Trọng Hoàng sau đó để bóng hơi dài. Một tình huống tỉ lệ rất tốt. Quang Hải, mỗi khi Quang Hải có bóng thì sự lựa chọn của cầu thủ Malaysia không gì khác đó là phản lối. Trong hiệp 1, cũng từ một tình huống cầm bóng ở giữa sân thì Quang Hải đã bị Siam kéo người, và cầu thủ mang số 14 này đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Và lần này thì lại là một tiền vệ cũng có thiên hướng hỗ trợ phòng ngự từ xa nữa, đó là Akram phải phạm lỗi với anh. Quả đá phạt của Xuân Trường, Quang Hải. Đội bạn đã đọc được ý đồ của Quang Hải, với các tiền vệ trung tâm của đội bạn đều là những người rất cơ bắp. An Đức, Akia, tấn công biên tương đối hay. Đó là một tình huống mà Trọng Hoàng đã có mặt kịp thời. Đường chuyền của Akram, Talaha, lối kéo người mất rồi. Đây sẽ là quả đá phạt trực tiếp thứ hai cho cầu thủ Malaysia kể từ đầu trận. Lần này thì
cự ly là gần hơn so với quả đá phạt trước đó trong hiệp 1. Trọng tài đã chính xác khi thổi phạt đối với Đỗ Duy ở hành lang cánh, nhưng luôn có kỹ năng đi bóng vào trung lộ và tung ra những cú dứt điểm. Và trận đấu gặp đội tuyển Lào, xin lỗi quý vị, gặp đội tuyển Campuchia thì anh đã có pha bóng đi bóng và dứt điểm trúng cột dọc khung thành của đối phương. Safawi khá nguy hiểm, tuyệt vời. Đặng Văn Lâm, ông Tan Trung Huê tung Safawi vào sân là để đá quả phạt trực tiếp vừa rồi, rất nguy hiểm. Kịp thời có một pha giải nguy xuất sắc. Ở mùa giải vừa qua thì Đặng Văn Lâm chỉ để thủng lưới 26 bàn và là thủ môn hay nhất của giải vô địch quốc gia Nuti Cafe V-League. Chúng ta thấy ở bên ngoài sân, Đỗ Hồng Dũng đã chuẩn bị sẵn sàng tung vào sân. Một sự thay đổi người cho thấy rõ ý đồ của Park Hang-seo, đó là vừa tăng khả năng hỗ trợ phòng thủ từ xa và đồng thời thì ở Hồng Dũng còn có những tố chất khác để hỗ trợ thêm cho hàng tấn công. Có thể là Quang Hải hoặc Xuân Trường sẽ là những người hy sinh vị trí để tạo ra sự xuất hiện của Hùng Dũng. Rất hay pha xử lý của Công Phượng. Xuân Trường phạt vào đất, đường chuyền cho anh Đức. Anh Đức ơi, vào rồi, vào rồi. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Đến bây giờ thì niềm vui đã được vỡ òa, một niềm vui còn được nhân lên hơn rất nhiều so với bàn mở tỷ số của Công Phượng. Và anh Đức, anh Đức là người đã bắt xuống và dứt điểm rất là cấp, một cú dứt điểm không quá căng nhưng lại hiểm, vượt qua tầm với của thủ thành Karol Fabi, và người đã đóng vai trò trong việc kết tạc quyết định cho anh Đức lập công, đó là Phan Văn Đức. Cặp song Đức, vâng, cặp song Đức của chúng ta đã tạo nên bàn thắng thứ hai rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Ở AZF vừa rồi thì anh Đức và Phạm Văn Đức cũng đã cùng nhau tác hợp để tạo nên những pha ghi bàn cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Vâng, Nguyễn Anh Đức luôn là như vậy, một cầu thủ có thể hình khá cao. Chúng ta cùng theo dõi lại pha lập công này của anh Đức. Vẫn là vóc dáng và sự nhạy bén trong những tình huống dứt điểm. Xuân Trường châm ngòi, Phan Văn Đức quan sát tuyệt vời, và anh Đức với một cú dứt điểm chéo chân, một cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc mang về niềm vui cho Park Hang-seo. Vâng, việc anh Đức trở lại với đội tuyển quốc gia có một sự đóng góp rất lớn, sự đóng góp thầm lặng, không được chứng kiến những sự sôi động quen thuộc mà hội cổ động viên Ultra của Malaysia tạo ra trên các khán đài của sân Shah Alam hay là Bukit Jalil. Anh Đức đã bị phạm lỗi, một tình huống phạm lỗi từ phía sau của trung vệ Adin Rajak. Chiến và kể cả là xúc phạm nữa của anh Đức cũng rất tốt. Và đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Cú treo bóng vừa rồi là của Lương Xuân Trường. Sóng gió đã tạo rất hiểm hóc và hiệu quả của anh Đức. Người thực hiện của đá phạt góc là Quang Hải. Quang Hải treo bóng cho Văn Hậu. Một tình huống đã có sự Công Phương cực kỳ thông minh ở tình huống đoạt bóng. Công Phương đã đoạt bóng ngay trong chân của Andic. Công Phương và Văn Đức, Văn Hậu, Quang Hải, không có lỗi của cầu thủ Malaysia. Siamer, Akia, cầu thủ Malaysia đang rất khẩn trương. Haswan, cú phá bóng là của Trọng Hoàng. Cơ hội phản công của chúng ta. Sơ đồ 3-4-3 ngày hôm nay được chúng ta sử dụng rất linh hoạt. Anh Đức, Xuân Trường, được chuyền nhanh của Quang Hải, Trọng Hoàng, bóng được chuyền cho Công Phượng. Nếu có công nghệ VAR thì có lẽ Sarun Sat đã phải nhận thẻ đỏ rồi. Còn đây là tình huống mà chúng ta có được niềm vui với pha ghi bàn của anh Đức.
trong pha bóng mà Công Phượng bị phạm lỗi thật khó hiểu cho trợ lý của trọng tài người Ả Rập Xê Út, ông Al Kudayir. Bởi đó là một tình huống mà trợ lý trọng tài viên đứng rất sát với pha va chạm giữa Sarun và Công Phượng. Khá thú vị anh Tuấn Anh ạ, đó là trang Fox Sports phiên bản châu Á ngày hôm qua khi viết về Công Phượng thì họ đã viết nhầm để tạo ra một chữ mà các cổ động viên của chúng ta gọi là chữ cuồng phong. Và hôm nay thì Công Phượng trong hiệp 1 của trận đấu cũng đã tạo ra một tình huống thực sự lá mảnh với hàng phòng ngự của Malaysia. Anh Đức, pha chạm bóng đầu tiên của Văn Quyết, trọng tài đã thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo rất hy vọng và được chứng kiến nhiều hơn từ Quế Ngọc Hải. Khá nguy hiểm. Người phá bóng cuối cùng là Xuân Trường. Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Thủ thành Khairul Chemat đã buộc phải băng ra. Việt Nam khi đá phản công cũng cực hay. Malaysia không hề có ý định bỏ cuộc. Các cầu thủ chúng ta lăn xả để ngăn cản đối phương dứt điểm. Cú đầu của Đình Trọng. Cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Văn Hải, Quang Hải và Văn Quyết. Văn Quyết vẫn đang di chuyển. Pha bóng vừa rồi trước khi đội tuyển Việt Nam có cơ hội phản công là một pha bóng để lại hình ảnh không đẹp của đội tuyển Malaysia. Tinh thần thi đấu fair play, thể thao cao thượng đã không được thể hiện. 4 ngày sau là trận đấu gặp Campuchia. Lại là Xuân Trường hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Đến thời điểm này thì Malaysia đang thi đấu với một đội hình còn cao hơn so với đầu hiệp 2. Nhưng nó cũng sẽ lại mang tới những cơ hội để phản công và có thêm bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đúng là như vậy. Đã có những lúc đội tuyển Việt Nam chơi chịu trận. Và chúng ta có cầu thủ Malaysia đang hoàn toàn bế tắc để tìm kiếm mạng lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm. Akhia. Talaha. Đường chuyền sửa lưng đồng đội. Vẫn là Akhia. Siami. Bóng vừa rồi đã chạm vào chân của Đoàn Văn Hậu và thời gian còn lại là rất ít. Thời gian đang ủng hộ đội bóng của chúng ta. Quấy đầu của Đình Trọng. Safawi khi vào sân không đá vị trí tiền vệ cánh trái sở trường mà chơi trách sang bên phía cánh phải để nhường vị trí bên. Cú cắt bóng của Duy Mạnh. Quang Hải rất nhịp nhàng. Anh Đức đang di chuyển. Bóng trong chân của Văn Quyết. Đường chuyền cho Đoàn Văn Hậu. Quang Hải đang di chuyển. Quang Hải đổ với Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Pha ngăn cản của Đình Trọng với Talaha. Một lần nữa xin mời quý vị và các bạn theo dõi lại những tình huống đáng chú ý của trận đấu này, đặc biệt là các bàn thắng của chúng ta trên ứng dụng VTV Sports. Hồng Dũng. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà Hùng Dũng góp mặt từ băng ghế dự bị. Với Đức Huy và Hùng Dũng bù giờ rồi và rất có thể tiếng còi sẽ vang lên sau tình huống dàn xếp này của chúng ta và hết giờ.